15X Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15X Bình Dương nha. Thì như các cô chú thì anh chị thấy thì rất là đông các cô chú các anh chị đang viếng mộ của cậu Năm Vũ Linh nha. Wow. Con chào các cô nha. Dạ, con thấy các cô đến đông quá. Dạ, không biết là các cô là mình đi đoàn đến từ đâu ạ? Dạ. À, đi hâm mộ đúng không cô? Rồi về sẵn là mình tiện mình vé mình viếng mộ của cậu Năm ha. Dạ. Các cô các chú ấy mộ cậu Năm như thế nào? Lung linh rực rỡ không? Dạ quá đẹp luôn ha. Dạ. Cái tràng hoa này cũng mới con mới nãy luôn á. Dạ, tràng hoa đó hoa lụa. Của một khán giả giấu tên. Hoa này đẹp lắm nè. Dạ, cái tràng này là mấy triệu đó cô? Hôm trước thì khán giả là viếng tặng những cái hoa sáp, nhưng mà hoa sáp nó sợ nước, mưa nó tạt vào nó nhanh hư lắm. Còn hoa này là hoa lụa nè. Hoa lụa này nó chống chịu nước được. Dạ, cái tràng này mấy triệu đó cô? Dạ, cái tràng này cũng giá trị lắm nè cô. Cái tràng này là một bông là 70-80 ngàn một bông nè. Cái này là hoa cúc mẫu đơn nhập từ Hà Lan đó cô. Dạ, hồi nãy khán giả cũng là nhờ vào đây để cắm lại những cái hoa mới hơn nè, tại cái tràng hoa này nó gần 10 ngày rồi. Wow, này là anh Toàn ở bên cắm hoa ha, anh cũng đốt cho cậu Năm ba cái cây nhang. Vừa cắm hoa xong luôn. Cầu nguyện rất là thành tâm. Trời chiều nay thì cũng râm mát ha. Đó, như các cô chú các anh chị thì thấy bên ngoài xe đậy rất là nhiều luôn. Wow, anh Toàn bên cắm hoa không biết là chắc cũng là fan của cậu Năm đúng không ta? Dạ. Thấy cầu nguyện rất là thành tâm nha. Dạ. Mỗi lần lên tới lên hấp hương vậy đó. Mỗi lần lên là mỗi lần hấp hương đúng không? Dạ. Vậy là nãy giờ là mình cắm xong hết rồi đúng không anh? Dạ. Tuyệt vời quá ha. Bây giờ là thấy đẹp hơn hẳn rồi đó. Mấy cái hoa cũ mình có bỏ không ta? Dạ. Mấy cái hoa cũ gãy thì mình bỏ đi ha. Tràng hoa phải nói là quá đẹp luôn. Các cô thấy đẹp tuyệt vời đúng không? Quá đẹp luôn. Dạ. Ý, giống như Đà Lạt hả cô? Dạ, Đà Lạt là không có hình anh Vũ Linh, nhưng mà ở đây là... Dạ, tuyệt vời quá. Dạ. Wow. Chủ này đang hấp hương cho cậu Năm ha. Ở phía sau này có nhang ha, các cô có thể đối với cậu Năm một cây nhang. Dạ, cậu Năm rất là linh nha. Rất là linh nha. Trời ơi. Dạ. Dạ, đó nhang đó cô. Cho khách đến viếng thôi. Thì bây giờ 15X sẽ ghi hình lại cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Đây là khu vực mộ của cậu Năm nha, được những cái hoa lan ha. Cái hoa lan này nó cũng đang có dấu hiệu xuống cấp rồi nha các cô chú các chị. Hoa lan trắng ha, cũng lâu rồi, gần 2 tháng rồi ha. Ở đây là những phải nói đây là những vị khán giả là quen thuộc ha, đang ngồi nói chuyện.
này là những cô chú ha, sau khi mà đi viếng mộ thì ghé tham quan mộ của cậu Năm Vũ Linh và đốt cho cậu Năm Vũ Linh một cái cây nhang nha. Mẫu của người thân mình thì chắc cũng gần ở đây hả cô? Dạ, dạ. Rồi thôi cho con cảm ơn các cô với các chú rất là nhiều nha. Chúc các cô các chú nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt nha. Dạ, dạ. Phải nói các cô các chú có một cái câu nói rất là tuyệt vời luôn, đó chính là mộ của cậu Năm giống như là một cái Đà Lạt vậy đó, nhưng mà Đà Lạt thì không có hình của cậu Năm ha, còn Đà Lạt ở đây thì có hình cậu Năm quá trời nhiều luôn, tuyệt vời. Thì mộ của cậu Năm hôm nay có rất là nhiều hoa ha, hoa cúc, hoa ly, hoa hồng, hoa huệ ha. Hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền, rất là nhiều hoa. Một cái Đà Lạt khu nhỏ ha, có rất là nhiều bánh, trái cây, cũng như là xoài, lê, mãng cầu, măng cụt, dâu ha. Rồi thuốc ba số 5, bia Heineken ha, nước suối. Còn hai cái chai này là giống như là mứt dâu. Hai chai mứt dâu này là của một cái cô ở Đà Lạt mang xuống. Em chào chị gái nha. Chị gái cũng đang thắp nhang cho cậu Năm ha. Bánh bía thì nó phải là mấy tầng luôn. Tất cả những cái thứ này là được chú Tiểu lấy xuống bớt rồi nha, chứ không là sẽ nhiều lắm. Phải nói là mọi người rất là yêu mến cậu Năm, cho nên nó mang đến rất là nhiều những cái gọi là trái cây, bánh trái rất là ngon ha. Mà hồi lúc còn sống thì cậu Năm rất là thích đó, ví dụ như là bánh bía nè, bánh bía thì cậu Năm rất là thích ha. Mấy hôm nay không thấy khách viếng cái trái hành trà, thì lúc còn sống thì cậu Năm cũng rất là thích trái hành trà ha, nhưng mà nay chắc là có lẽ là hành trà hết mùa rồi, nay chỉ còn tới là măng cụt là nhiều nè, dâu nè, xoài ha, nước uống đó. Như các cô chú anh chị thấy thì phải nói là khách đến viếng rất là đông ha. Dạ, lộng lẫy cô. Dạ, lộng lẫy nhất luôn phải không cô? Hồi nãy có mấy cô kia nói vậy nè, mẫu của cậu Năm giống như cái Đà Lạt khu nhỏ vậy đó. Mà dạ, mấy dạ, mà Đà Lạt, ở trên Đà Lạt thì không có hình cậu Năm, còn Đà Lạt ở đây thì có hình cậu Năm. Dạ, dạ. Tuyệt vời. Người ta nói là hầm chết để da, người chết để tiếng. Đó, cái câu này phải nói rất là đúng với cậu Năm Vũ Linh luôn phải không cô? Dạ. Con biết là cô ở đâu cô? Cô Kiên Giang. Kiên Giang ha, cô từ Kiên Giang lên đây luôn. Không, cô Mặn gần đây. Cô Mặn là ở trên Bình Dương đúng không? Dạ. Thì nói chung là cũng rất là quý. Không biết là cô đến với gia đình hay là cô đi một mình ta? Cô đi với gia đình ha. Cũng đông không cô? 4-5 người ha. Thôi con mời cô đốt nhang cho cậu Năm nha. Dạ đúng rồi ha. Vậy là nãy giờ cô chắc cô cũng đi đốt vòng vòng mà chưa hết đúng không cô? Phải nói rất là quý ha, những cái ngôi mộ mà xung quanh đây á, được bà con cô bác nói là viếng cậu Năm xong cái viếng xung quanh á, cũng rất là ấm cúng ha. Dạ, nói chung là hưởng cái vinh quang của cậu vậy, giống như là vậy á. Phải nói là rất là đúng rồi. Dạ, ai cũng ngưỡng mộ cậu Năm á, nhưng mà khi mà viếng mộ cậu thì cô chú cũng không quên là viếng những cái ngôi mộ khác, cho nên xung quanh đây rất là ấm cúng nha. Dạ, rất là tuyệt vời ha. Dạ dạ thôi con ở Kiên Giang gần Kiên Giang mình đó. Rồi thôi ơi con quê luôn á. Thôi con chúc cô là dồi dào sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát đạt. Dạ rồi. Dạ 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 rồi, cảm ơn cô rất là nhiều ha. Dạ. Tuyệt vời ha. Chiều nay phải nói rất là đông ha, các cô chú anh chị đến viếng cậu Năm thì nó rất là quý luôn. Đến đây thì Mừng Làm Mết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây.
Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.